tranh cát đã xuất hiện từ lâu đời và đã đi vào lịch sử văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Tranh cát được làm từ nguyên liệu là cát, có thể là cát màu hoặc bột khoáng chất hay tinh thể và các sắc tố khác có nguồn gốc tự nhiên hoặc từ các liệu tổng hợp. Chúng được rải đổ lên một bề mặt nào đó để cho ra một bức tranh cát cố định hoặc không cố định. Cùng với thời gian, tranh cát có những phát triển biến đổi. Một trong những biến thể ngoạn mục nhất phải kể đến thể loại tranh cát động. Màn trình diễn của Xenia Simonova trong một chương trình truyền hình thực tế đã gây xúc động mạnh và có sức lan tỏa mãnh liệt, đánh dấu sự ghi nhận tranh cát động đối với công chúng. Ở Việt Nam, chưa có tài liệu chính xác ai là người đầu tiên thể nghiệm loại hình nghệ thuật này. Nhưng nó cũng đánh dấu sự phát triển của tranh cát động khi nghệ sĩ Tri Đức lần đầu tiên đưa tranh cát động vào trình diễn trong chương trình ca nhạc Duyên dáng Việt Nam lần thứ 21 và đã gây được tiếng vang lớn. Cùng với Tri Đức, các họa sĩ tranh cát dần dần được công chúng biết đến và một trong số đó là họa sĩ Thế Nhân với phong cách diễn hình biểu ý. Chuyện kể rằng, lúc đó tại làng Phù Đồng, còn gọi là làng Gióng, có chàng trai đã ứng nghĩa cầu viện của nhà vua. Chàng trai xin vua đúc cho con ngựa sắt và thanh gươm để nghĩa giặc. Sau đó, chàng đã cưỡi ngựa sắt, thúc ngựa chạy nhanh như gió, miệng ngựa gạt ra lửa, xông ra trận phá giặc. Giặc tan, chàng trai phi ngựa lên núi Sóc Sơn và bay thẳng về trời. Vua nhớ ơn cho lập đền thờ và phong tràng là của Kim Vương mà dân ta hay gọi là Thánh Gióng. Trong dịp lễ Tết hàng năm, dân làng Phù Đồng vẫn kỷ niệm ngày đó. Cái bộ môn tranh cát động này thực ra là ở Việt Nam cũng chưa có trường lớp hay là một cái tổ chức nào mà người ta hướng dẫn cả. Thế thì anh em, những cái anh em làm tranh cát và trong đó có tôi thì cũng bị chịu ảnh hưởng từ cái video clip của cô Kesia đấy, cô biểu diễn đấy. Thì chính cái đó nó thuyết phục mình. Thế là xem lại cái clip của cô đấy thì mình mới nghĩ nó là một cái hộp có đèn. Thế cũng là do tò mò là tìm hiểu chơi thôi thì mình cũng có cái thuận lợi là mình có một cái công ty quảng cáo, thành thử ra có thể anh em mình làm được những cái đạo cụ mình tự mình chế tạo được. Dù những tác phẩm tranh cát không giữ lại được như những tác phẩm hội họa khác, nhưng bức tranh cát động được tạo nên từ bàn tay khéo léo của người nghệ sĩ, mang lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ tả cảnh thiên nhiên, người nghệ sĩ vẽ tranh cát động còn tái hiện những tác phẩm, những câu chuyện kể nổi tiếng của thế giới, hay vận dụng tranh cát động vào ứng dụng trong cuộc sống để tăng thêm màu sắc và tạo cảm xúc mới lạ. Ngoài cái việc mà để giải trí ra thì tranh cát này nó ứng dụng trong các cái sự kiện. Ví dụ trong đám cưới thì trong cái bài diễn mình lồng những chi tiết ấy vào. Khi mà mình đưa vào trong bài diễn ấy thì trong ngày cưới của họ thì nó được tái hiện lại. Tranh cát ngoài những cái ứng dụng như vậy thì ứng dụng đặc biệt trong những cái vở kịch, cái thước phim mà kể về những câu chuyện cảm động, có tính giáo dục rất cao, không những trẻ em mà cả người lớn thì khi xem cũng có những bài học, có những trải nghiệm rút ra từ những câu chuyện đó. Lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi, lý do chính có lẽ là vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu và chăm chọc tôi. Tôi xấu hổ, chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con mắt của mẹ. Thế giới quanh tôi dường như đang đổ sụp. Tôi khóc cho người chỉ biết sống vì tôi. Vũ trụ không có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất chính là trái tim của người mẹ. Thì tranh cát thì nó gọi là tranh cát thì cái nguyên liệu, cái vật liệu để mình xây dựng một tác phẩm lại chính là cát.
đơn thuần thì có thể nó chỉ là cát, vật liệu xây dựng mình mua về mình xử lý lại cũng được. Cát lấy tự nhiên về thì nó có thể là nó không được sạch thì mình phải xử lý. Mình ngâm qua nước, mình lọc nhiều lần, sau đó phơi khô và mình cho vào chảo, mình rang, mình sấy để khử trùng. Cát của tôi sử dụng là cát mịn ở dưới Nam Định, cuối nguồn sông Hồng. Thì ở cái vùng đấy cái cát nó rất là đen, nó nặng. Thì khi cát đen thì khi các bạn thấy là khi mình rải lên đây nó tương phản rất là tốt. Để khi mình rắc xuống nó đứng hình, nó không bị chạy. Mã Đáo thành công, kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang.